Mừng anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ địa nhật của Thiện Phú. Bên dưới video có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ địa nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất. Hôm nay Thiện Phú lên được 28 mẫu sản phẩm nha anh em. Đây là mẫu số 1 nha. Đây là mẫu đồng hồ Burberry. Con này Burberry Nhật nha anh em, Burberry máy Nhật, toàn thân được mạ vàng. Con này còn rộng, vòng tay rất là rộng nha. Vòng tay còn rất rộng. Size nhỏ nha anh em. Để đo size cho anh em coi nha. Con này size 34 nha anh em. Size 34 thì nó có thể nam tay nhỏ đeo đẹp như thế này nha. Con này mẫu số 1 có giá là 1,2 triệu. Burberry máy Nhật nha nè. Kính là một kính sapphire. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu là Technos nha anh em. Technos, con này là bằng đá tung sen. Đá tung ten. Mặt đen. Dây là bằng đá cầm rất nặng tay nha anh em. Cấp 12 giờ đến 2 viên sòn. Con này size 30 và đo chiều ngang bên ngoài này là size 49. Còn đo bên trong này thì nó là size 33.5. Có một ô có số lịch nằm ở góc 6 giờ. Con này mẫu số 2 có giá là 1,550,000. Cầm rất là đậm tay luôn. Qua mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Rado. Con này chạy 57 chân kính nha anh em. Chạy 57 chân kính. 57 chân kính, con này hai con cá ngựa. Râu đình hâu. Con này bọc vàng dày. Xe mặt 35. Và bốn chân dây là size 43. Để Thiện Phú mở máy nha. Đây là bộ máy của con Rado 57 chân kính. Máy nguyên zin nha anh em. Dòng máy có Thụy Sĩ, có búa vàng. Con này mẫu số 3 có giá là 4,2 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu Senco. Mặt của nó là thiên hà nha em. Thiên hà qua đi cầu. Con này cọc số nổi. Và cái thiên hà này tối nó dạ quang sáng cả cái thiên hà luôn nha em. Tối nó nổi sáng cả vùng này luôn. Sau đây này luôn nha em. Con này niền khía foam Rolex, nấm sốt ốc chống nước. Xe mặt là 39.5. Độ mới rất là cao luôn. Con này chạy máy Senco NH35A.
tối là thiên hà và ngôi sao sáng rực nha anh em. Con này rải đèn chiếu vô nó hấp thụ ánh sáng nhanh lắm. Đồ mới 99% đến 100%. Con này mẫu số 4 có giá là 2,7 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu là Sunny Hourly. Còn hộp nha anh em, con này còn cửa sổ. Hôm trước có anh hỏi cái con này nhưng mà Thiện Phú không nhớ, anh đó Lục con không nhớ cái con này bữa nhắn tin cỡ một tuần trước nhưng mà bây giờ không nhớ cái Zalo là tên gì nha. Không nhớ thì anh lên coi lại video và chốt trên này nha. Con này hiệu Sunny Hourly, mặt trắng niền vàng hồng và cái dây của nó là dây cao su. Có đính trên này là bên này là ba cái cọc vàng. Bên này cũng ba cọc vàng. Dây chốt khóa nguyên zin. Chạy máy của Japan. Con này của bộ máy nó giống như bộ máy của con Fubo Design nha anh em. Bộ máy tương tự như bộ máy của Fubo Design. Con này chạy cơ tự động. Xe mặt 44. Có lịch thượng nha nè, lịch thượng là lịch con này lịch năm và lịch tháng. Bên này nó để chỉ thị lịch ngày, anh lịch thứ này, lịch ngày đây. Lịch thứ bên này nha nè, lịch tiếng Anh, lịch ngày, lịch tháng và lịch năm. Có tua bi lông nằm ở góc này hoạt động. Cọc số La Mã bên ngoài này nên có chữ số học trò. Con này rất là mới nha anh em. Con này mẫu số 5. Mẫu số 5 có giá là 2,4 triệu. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu Technot. Con này là máy pin nha anh em. Máy pin đã cắt dây, hai mắt dây. Con này cái mặt nó màu hơi vàng vàng nha anh em. Màu giống cà phê sữa. Con này màu giống cà phê sữa. Lên tay này, rất đẹp. Kính nó kính cong như nè, kính nó vòm lên. Rất là sáng bóng luôn. Chỉ 3 cốt 6 kim. Con này xe mặt 42. Có cái khóa yếm đây nữa nha. Con này chạy máy pin Nhật. Mẫu số 6 có giá là 1,450,000. Cọc số học trò nha nè. Cọc số nổi. Màu cà phê sữa. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu Kogu. Một thương hiệu của Italy. Con này là cơ tự động nha anh em. Và nó chạy những cái số này nó sắp xếp không theo thứ tự nha anh em. Nó để này. Số 1, số 6, số 11, số 4. Cái này gọi là cơ. Nó chạy cơ nhưng mà nó chạy cái kiểu mà này, đây, từ 4 giờ nha anh em. Chỉnh lên là lên 5 giờ nó chạy nhưng nó đặt vị trí khác nhau. 5 giờ thì nó lên cho 16 giờ thì nó nhảy qua đây. Đây, 6 giờ này. 7 giờ thì 5 phút này. Đó, 7 giờ. 8 giờ ở dưới này. Đó, 8 giờ. 9 giờ thì nó sẽ nhảy qua số 9 nha anh em. 10 giờ thì nó nhảy qua đây. Chứ nó không sắp xếp theo cái thứ tự là từ con số 1 cho đến con số 12. Nó đặt ngẫu nhiên. Con này chạy cơ tự động. Thương hiệu của Italy, máy Nhật. Xe mặt 40, gần 44. Độ mới rất là cao, mà dây vẫn chưa xé xi nhan luôn.
Con này mẫu số 7, có giá là 1.900.000. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ hiệu là Lancati. Con này mặt màu xanh dương, dây màu xanh dương, niềng của nó làm bằng inox, chạy 3 cốt 6 kim. Con này chạy máy biên Nhật, size mặt 40 và 4 chân dây là size 45.5. Con này nó có 4 chân dây này là nó làm sớ nha này. Sớ nó làm chìm như này, sớ, còn trên này là inox bóng. Sau nó là đáy SS để thông số là chống nước, để là 10 bát. Con này dây chốt khóa nguyên zin. Con này mẫu số 8 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 chiếc này rất đặc biệt, đó là nó làm hai mặt đồng hồ hai bên. Hiệu là Vacari. Con này chạy ở trên này chạy 2 kim và ở dưới này chạy 3 kim. Ở trên này thì không có lịch và ở dưới này có lịch. Mặt thì màu xanh lá chuối nhẹ, dây da xanh. Con này chạy máy pin của Nhật. Có hai máy. Con này đeo như này. Rất là lạ luôn nha anh em. Rất lạ và rất độc. Chắc đo ngay đây nha anh em. Đo là 32. Một cái đồng hồ thì tính khoảng 20 gần 29, nhưng đo từ đây qua đây luôn thì là size 64 này, nó thẳng như này, nhưng mà mình khi mình đeo thì nó cụp xuống dài như này, cụp xuống dài thì nó còn chắc 5 máy 4 máy gì đó, nó như này. Con này mẫu số 9 có giá là 1.350.000. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ hiệu là Diesel nha anh em. Diesel là Diesel. Con này để là 02, 03 và 04. Mặt màu đen, cọc số trắng và cọc số này nó có cọc số màu xanh dương. Con này dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin hết, đã lên tay rồi. Chạy máy pin của Nhật. Con này thì nam tay to đeo mới đẹp nha anh em. Size mặt 42 và 4 chân dây là size 52. Những con này thì nó chắc nó làm kính là kính thường nha anh em. Con này mẫu số 10 có giá là 1.000.000. Qua mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ hiệu là Orobianco. Orobianco là một dòng khá là anh em biết qua rồi. Dòng này làm khá là cao cấp. Con này chạy 3 cốt 6 kim và con này chạy chronograph, chạy pin kim trôi. Pin nó trôi như là chạy cơ tự động. Con này mặt sau của nó có rất là nhiều chữ Orobianco 1996, dây chốt khóa nguyên zin. Và cái kim dây của nó thì màu xanh dương. Góc này cũng có cái màu xanh dương và kim nhỏ này cũng màu xanh dương. Nó có lịch lọc góc 6 giờ, cọc số học trò và nó có rất là nhiều con gạch như thế này trên một cái nền trắng. Hai bên thì nó có hai cái vòng tròn và nó có màu của nó là màu gần như là một cái sữa. Thì 3 cốt 6 kim, chạy máy pin Nhật. Trên sườn này cũng có đóng Orobianco. Con này mẫu số 11 có giá là 1.650.000. Qua mẫu số 12. Mẫu 12 là một chiếc đồng hồ hiệu là Grando. Con này mặt màu đỏ nha anh em. Con này chạy 3 cốt 6 kim. Đỏ bên trong và cái niềng bên ngoài này màu trắng. Có 3 cái vòng tròn đen trên một cái nền đỏ như này. Nó có một ô cao su lịch làm ở góc 4.5 giờ. Toàn thân làm bằng thép đúc. Made in Japan.
con này khóa nguyên zin nha anh em. Nhìn khía, con này xe mặt 40. Trên góc 12 giờ nó có làm cái hình giống như một cái vương miện nha anh em, một cái mũ của nhà vua. Con này mẫu số 12 có giá là 1.350.000. Qua mẫu số 13. Mẫu số 13 là một chiếc đồng hồ hiệu Dominic. Dominic thì dòng này, cái dòng này thì nhiều anh em cũng biết qua rồi nha. Nhưng cái mẫu mã của nó thì thiết kế rất là độc đáo khác nhau. Con này thì nó sản xuất tại Nhật và nó cũng có kim xăng này, con này có kim xăng tích cốt đến 40 giờ. Bên này lịch chỉ thị lịch thứ, bên này lịch ngày và góc 12 giờ nó để là lịch năm và lịch tháng. Cái mặt số thì chưa xé xi nhan luôn, độ mới rất là cao, cầm rất đầm tay. Con này là bằng thép đúc nguyên khối luôn. Con này nó có 3 cốt nha anh em, một cốt đây, cốt này và cốt giữa. Dây thì cũng chưa cắt dây, còn bọc xi nhan bên ngoài rất là mới để chống trầy. Khi mà đem lên tay thì sẽ mở lên ra sau nha. Chạy cơ tự động, có kim xăng. Con này lên tay thì rất là đẹp luôn nè. Lên tay mà tay to, nam tay to, tay khoảng tầm 18 thì đều rất đẹp nha. Khoảng tầm 70kg đến 80kg thì đều con này đẹp. À, con này nó có tới 5 cốt lại nha. Con này nó có cốt này, cốt này. Giữa và nó có 2 cốt bên này nữa. Đây, cái núm đây này, chỉnh này. Núm đây, chỉnh này. Núm bên này, chỉnh này. Từng cái kia, từng cái núm này đều có hoạt động những cái kim bên trong này. Con này mẫu số 13 nha anh em. Mặt cũng rất là đẹp luôn này. Mẫu số 13 có giá là 2.150.000. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 là một chiếc đồng hồ làm bằng đá tung sen. Con này còn hợp luôn nha anh em, làm bằng đá. Nó giống như cái con đồng hồ Tepnot hồi nãy. Con này mặc màu xanh, hiệu là Nicola Valentino Milano. Con này kính là bằng kính sapphire, góc 6 giờ có ô cửa sổ lịch lọc. Và dây của nó đều là bằng đá tung sen, rất là đầm tay, cầm rất nặng, cầm như là cầm cái đá như này. Nó nặng như là inox hay là gì đó, như đồng vậy, cầm rất là nặng. Hiệu Valentino là dòng cao cấp nha em, làm bằng đá tung sen. Con này xe mặt 29 và chiều này là size 40-47. Độ mới cao nha em, độ mới 99%. Vòng tay vẫn chưa cắt dây luôn. Con này mẫu số 14. Mã số 14 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 15. Mã 15 là một chiếc đồng hồ hiệu Triwa. Triwa một dòng thương hiệu của Nhật. Con này mặc màu trắng, chạy 3 cốt 6 kim. Thường thì 6 kim nhưng mà con này thì chạy 3 cốt 5 kim nha anh em. Con này 3 cái kim giữa là 3 kim lớn và 2 kim hai bên là 2 kim nhỏ, làm hai cái vòng tròn hai bên. Mặt trải tia, nó để chống nước là để 5 ATM. Bên ngoài này thì nó là một cái khung sườn trên cái niềng này là màu vàng. Còn ở dưới này nó làm như là mã não nha anh em. Mặt sau nó đi qua. Cái này 5 ATM.
Con này dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin, cái dây da này rất là xịn luôn. Vòng tròn màu tím nha anh em, hai vòng tròn màu tím, cọc số của màu tím. Trên một cái nền trắng. Size mặt 40 gần 42. Và bốn chân dây là size 47.5. Con này mẫu số 11 à mẫu số 15 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 16. Mã số 16 là một chiếc đồng hồ form nó hình vuông như này. Cái hiệu nó đây nha anh em. Ange Clover. Con này chạy hai múi giờ. Múi giờ bên phải này chạy 3 kim và múi giờ bên trái này nó chạy hai kim nhài này, và nó có một cái vòng tròn này để giống như là cái kim dây nó mà làm vòng tròn như này. Con này mặc màu đen và nó có sớ lụa, sớ lên giống hình vuông bên trong nha anh em. Con này toàn thân được mạ vàng, kính cong vòm lên như thế này, kính hình cầu để nó đeo nhà rất là ôm tay luôn. Con này dây silicon, mặt sau cũng được mạ vàng như thế này. Con này chạy máy biên Nhật, chạy hai máy nha anh em. Dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin luôn. Con này mẫu số 16 có giá là 1.650.000. Và đo size bên này là size như đây. Size 45 nha anh em. Này size 45. Con này mẫu số 16 có giá là 1.650.000. Qua mẫu số 17. Mẫu số 17 là một chiếc đồng hồ hiệu Dufa. Con này Dufa hộp còn rất là mới luôn. Hộp và có một quyển sổ rất là dày luôn như này. Con này nó làm dây dù và nó tặng thêm một dây da như này, dây da nâu. Khóa nguyên zin luôn. Con này làm bằng dây dù như này. Mặt của nó màu lam nha anh em. Chạy 2,5 kim, Made in Germany. Con này cọc số học trò. Cọc số màu xanh dương nha anh em. Thương hiệu Đức. Tặng thêm bộ dây da như này để xe cua. Con này xe mặt 38, chạy 2,5 kim. Xe 38 nha anh em. Con này mẫu số 17. Mẫu số 17 thì có giá là 2.750.000. Qua số mã số 18. Mã số 18 là một chiếc đồng hồ hiệu CK. Con này mặt đen, có đồng tâm như thế này và có vòng tròn á, vòng tròn từ bên trong nó đưa ra. Cọc số trắng. Và cái vòng bên ngoài là màu xanh nha anh em. Màu xanh. Đây là màu xanh khác và đây là màu xanh dương khác. Con này dây silicone. Dây của nó có lỗ như này, tục lỗ to và nhỏ dần. Dây chốt khóa nguyên zin luôn. Niềng khía. Con này xe mặt 40. Mẫu số 18 có giá là 1.480.000. Con này chạy máy biên Thụy Sĩ. Máy biên của Thụy Sĩ. Qua mẫu số 19. Mã số 19 là một chiếc đồng hồ hiệu Senco, mặt số học trò, được mạ vàng. Con này mắc in Japan, dây dùng dây Nhật, Bimbi. Con này xe mặt là 33.5. Chạy máy biên Nhật nha anh em. Nước vàng của nó
như nó gần như là bọc vàng, chứ không phải là mạ nữa, bọc vàng dày. Con này mẫu số 19 có giá là 750.000. Và mẫu số 20. Mã số 20 là một chiếc đồng hồ hiệu Orobianco. Orobianco con này còn hợp nha, hợp rất đẹp luôn. Còn sổ bên trong này. Con này mặt màu xanh dương, chạy 3 cốt 5 kim. Kính nó kính kính vòm nha anh em, kính vòm. Nó lồi lên một xíu. Nó có lồi một xíu nha. Con này nấm bí ngô này. Mặt rất đẹp luôn, mặt xanh và rất là mới. Cái sườn của nó cũng có đóng Orobenco thép xịn, mặt sau DSS và nó có cái logo này. Vườn hình vườn có viên miệng. Mắc in Japan. Để trong nước làm ATM. Mặt sau vẫn chưa xé sinolong này luôn nha nè. Cái độ mới rất là cao. Con này xe mặt 42. Dây khóa đều còn nguyên riêng hết. Nó có một cái ổ cửa sổ lịch góc này. Cọc số vàng. Và kim thì kim trắng. Con này mẫu số 20. Mẫu số 20 có giá là 1.950.000. Và mẫu số 21. Mẫu số 21 là một chiếc đồng hồ hiệu là Fred Tiger. Dòng cao cấp nha anh em. Con này hộp rất là to và cầm rất là nặng luôn. Cái hộp của nó là bằng da thật nha. Con này chạy cơ tự động. Con này chạy cơ tự động và toàn thân được làm bằng màu vàng hồng. Con này có 3 nấm ở bên này và 2 nấm chìm ở đây nha anh em. 2 nấm chìm bên này nữa. 2 nấm chìm ở đây. Con này mặc màu xanh. Cái tua bi lông ở đây này, tua bi lông đang hoạt động ở đây. Kính nó kính kính hình cầu, kính hình cầu nổi như này, cong như này nha anh em, ôm theo tay, dây silicone, Red Tiger chạy cơ tự động. Con này xe mặt là 46 và 4 cái chân này là size 60. Mặt xanh, máy rất là chắc nha anh em. Để chạy 33 chân kính hay là 48 đây. Con này trữ cốt đến 48 giờ nha anh em. Này, để trữ cốt đến 48 giờ và chạy 33 chân kính. Con này nam thì to đều đẹp lắm luôn, chạy cơ tự động nha anh em. Cọc số là mã cọc số cọc cây và nó có dạ quang nha. Con này mẫu số 21. Mẫu số 21 có giá là 3.700.000. Qua mẫu số 22. Mẫu số 22 là một chiếc đồng hồ T-Shot. Con này chạy máy pin của Nhật. Con này mặt rất là đẹp nha. Toàn thân được mạ vàng. Phơm của nó giống như là Omega. Omega dòng ba tắc thì phải. Ba tắc hay Omega gì đó. Cái dây nó như này. Ô này xe mặt 40. Đây là khóa bướm nha anh em, khóa bướm hai bên. Chưa xé luôn sinolong luôn này. Kính sapphire. Có màu vạch check ở đây. Nó là cái
mã QR. Con này đeo cũng rất là sáng tay. Con này mẫu số số đây là số 22 nha anh em, mẫu số 22. Có giá là 1.450.000. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 là một chiếc đồng hồ hiệu Citizen. Con này mặt cực kỳ đẹp nha anh em, mặt sáng đẹp lắm, Citizen nhưng mà đẹp lắm. Con này cọc số này, cọc số chấm bi ở riêng bên ngoài có dạ quang, cọc số cây và nó có dạ quang cực kỳ sáng nha, chấm bi rất là sắc nét luôn. Buổi tối con này sáng dạ quang sáng lắm nha. Niền khía như là Rolex da đề mi, khá là mỏng. Con này lên tay đẹp cực kỳ luôn, độ mới cao, hàng nội địa Nhật nha. Này con này size 35, mặt sau này Citizen nó để như thông số này, độ mới cao lắm, dây dây vẫn còn nguyên zin. Con này lên tay cực kỳ sáng nha. Con này mẫu số 23 có giá là 1.100.000. Qua mẫu số 24. Mẫu số 24 là một chiếc đồng hồ hiệu là Valentino Domani. Con này chống nước 10 bát, niền đính đá, 4 viên đá 4 bên là 4 viên đá cây, và cọc cọc 4 chân dây này cũng có đính đá. Con này toàn thân nó làm bằng thép đúc đặc, nấm xoắn ốc nha. Nấm con này là nó xoắn ốc như là đồng hồ của Rolex á, để chống nước. Valentino thương hiệu của Ý và máy Nhật. Con này mẫu số 24 có giá là 1.650.000. Nó có lịch thượng và lịch góc 3 giờ, chống nước 10 bát. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 là một chiếc đồng hồ hiệu Samaton Maria, thương hiệu của Ý luôn. Niền đen, ở dưới là màu vàng hồng. Con này dây chốt khóa này, khóa của nó không zin. Khóa của nó thì cái này màu vàng, mà cái này như nó bị rớt ở ngoài Nhật, cho nên thay cái khóa màu trắng. Thì kiếm cái khóa màu vàng bỏ vào thì xong nha. Màu vàng kia thì nó hợp, nó tông sạch tông với nhau. Con này xe mặt là 42, chạy 3 cốt 6 kim, kim cái mặt đen và cái kim cọc vàng hồng nha anh em. Con này mẫu số 25 có giá là 1.400.000. Qua mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ hiệu Technot phơm tăng. Con này là bằng đá kết hợp với màu vàng, đá ceramic, kính là bằng kính sapphire và nó có hai cái đường chỉ vàng chạy dọc đây. Con này độ mới còn rất là cao. Con này nam đeo nha, nữ tay to đeo cũng được. Con này góc 6 giờ có một cái cửa sổ lịch và góc 12 giờ đến 2 viên sòn, góc này đến một viên nữa. Con này size mặt là 28 và 4 chân dây là size 37.5. Độ mới rất là cao luôn. Con này mẫu số 6 có giá mẫu số 26 có giá là 1.450.000. Qua mẫu số 27. Mã 27 là một chiếc đồng hồ hiệu là Wenger còn sổ nha anh em. Bên trong. Con này là cọc số của nó là nó làm giống như hình trái tim á. Số 3 mà làm thành hình trái tim luôn. Số 9, số 12, 4 cọc như thế này. Con này chạy máy pin của Thụy Sĩ, Swissmade, toàn thân được bọc vàng. Mặt sau này.
dây chốt khóa nguyên zin, độ mới rất là cao luôn, gần như là 100%. Con này size mặt 34, nam nữ đều đeo được, nam tay to, nam tay nhỏ và nữ tay to. Wenger của Thụy Sĩ nha, đồng hồ quân đội của Thụy Sĩ. Con này mẫu số 27, có giá là 1.350.000. Qua mẫu số cuối cùng là mẫu số 28. Mẫu số 28 là một chiếc đồng hồ Citizen. Con này nó giống với con này, gần như là một cặp nha. Gần như là một cặp luôn này. Anh em mua là mua hai con này một lần thì một nam một nữ đeo rất là đẹp. Con này là cọc số cây và niền khía. Form Rolex, giống như đeo con Rolex vậy. Con này dây đề mi mặt sau. Citizen những cái thông số như thế này. Con này thì không cần bàn cãi gì nữa rồi nha anh em, độ mới rất là cao. Con này chạy máy bên Nhật. Có cục số có cái ô của số lịch ở đây nữa. Đeo mấy con này cũng rất là bền luôn. Con này xe mặt là size 25. Đeo như là một cặp Rolex nha. Con này lên tay này. Lên tay con này rất là sáng luôn. Một nam một nữ đeo rất đẹp. Con này mẫu số 28. Có giá là 750.000. 750.000. Và video đến đây đã hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ đi Nhật, và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo nhé.